Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 353 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Nhân đạo chí tôn, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc của MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị khánh duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện Tiếp theo phần trước Lại nói lúc bây giờ Tại tinh vực tử vi bên trong chấn thiên phủ Từng đạo từng đạo thanh âm vô cùng to rõ Vang vọng kinh thiên động địa Một tôn thần vương vô cùng vĩ ngạn Đứng sừng sững bên trên chấn thiên phủ Điểm trí cao của tinh vực tử vi này Hàng trăm hàng ngàn tôn thần vương Vây quanh thân thể của hắn Phát ra từng chàng từng chàng gào thét đinh tai nhức óc đó là đạo ngữ vô cùng cổ lão ẩn chứa đạo diệu trí cao của thời đại hắc ám đại tư mệnh khai thiên lưng dựa sinh mệnh cổ thụ oanh mở thương khung thiên mạc, oanh mở không gian hỗn độn, dùng lực lượng cường đại nhất của thời đại này mở ra thế giới thần thánh nhất, thuần túy nhất dành riêng cho đạo thần trong đạo giới. Đạo thân ảnh vĩ ngạn kia đứng sừng sững ở địa phương cao nhất vũ trụ hiện tại, toàn thân đạo quang sáng ngời, khiến cho cái bóng của bọn họ bao phủ khắp tứ cực bát hoang. Từng tôn từng tôn thần vương thi triển ra sở học sở ngộ cả đời của chính mình, từng đầu từng đầu đại đạo tiên thiên quán nhập thiên không dùng sinh mệnh cổ thụ làm trung tâm lạc ấn lên bên trên thiên mạc đại tương mệnh thống lĩnh chư thần vương đánh ra một kích kinh thiên động địa vô số đầu đại đạo tiên thiên chen trúc lao tới quấn quýt xung quanh đại đạo sinh mệnh oanh phá tương khung mở ra hỗn độn khai mở thế giới tái tạo lại càn khôn đây là một trong những hình ảnh sáng lạn nhất trong lịch sử là một màn có thể so sánh với đại thoại mở ra hư không phục mân lập lục đạo đại tư mệnh mở tử vi thái hoàng mở khu luân hồi thứ bảy chỉ bất quá bởi vì đạo giới vẫn chưa hoàn toàn sáng tạo ra dẫn tới hành động này của đại tư mệnh thoáng thua kém một chút nhưng cũng tuyệt là không tầm thường thời điểm đám người khởi nguyên đạo thần đi tới chỉ thấy từng tôn từng tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa kia đứng sừng sững xung quanh một tòa tế đàn khổng lồ trong trấn thiên phủ trung tâm là một tôn thần vương vĩ ngạn khôn cùng thân thể nhô cao bắt thịt như đại long phủ phục xé rách khốn độn mở ra thiên địa vô số tôn thần vương vĩ ngạn nhao nhao tế khởi đại đạo của chính mình ấn về phía phiến thiên địa trong hỗn độn kia lạc ấn vào đại đạo củng cố lại không gian đạo giới vô cùng huyễn lệ đang lúc trong lúc hình thành nhanh lên đạo giới sắp sửa sụp đổ chấn áp đại tư bệnh rồi chúng ta phải nhân cơ hội này tiến vào đạo giới nhanh ánh mắt của khởi nguyên đạo thần sáng lên đám người bọn họ đứng trong hỗn độn liên cánh hoa sen ở ra bốn phía nâng đỡ một họ bay thẳng về phía đạo giới mà vào lúc này một đạo quang luân to lớn không ngừng xoay tròn cắt ra thể không xuất hiện trong không gian sau lưng bọn họ. Trung nhạc từ trong quang lên bước ra, ánh mắt như điện quang quét ngang, lập tức nhìn thấy đám người khởi nguyên đạo thần. Các vị đạo hiếu, các người muốn chạy trốn vào đạo giới, một lần nữa trở thành đạo thần hay sao? Trung nhạc nhất thời tình ngộ, trụ quang lên cực nhanh bay lượn, xoay tròn, cắt về phía không gian phía trước, kịch liệt rút ngắn cự ly giữa hắn và đạo giới. Đừng có nằm mơ! Trung nhạc và hỗn độn lên một chiếc một sau cực nhanh tiếp cận đạo giới, mà vô số tôn thần vương thái cổ bên trên tế đàn chấn thiên phủ lại không hề phát giác vẫn như cũ đang vận khởi toàn bộ tu vi mở ra đạo giới mà đại tư mệnh thì đang chuyên tâm cấu kiện đạo giới toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chế tạo đạo giới đột nhiên trong lòng của đại tư mệnh chợt chấn động một cái đạo giới phát ra thanh âm mầm vang dội đè ép về phía của hắn áp lực cực lớn cơ hồ ép cho phần eo của hắn phải cong gập lại đại tư mệnh giống giận một tiếng một tay bắt lấy sinh mệnh của thụ mạnh mẽ trong đỡ áp lực của đạo giới trong lòng có chút hoảng loạn có tồn tại gì đó đang tiếp cận ta chẳng lẽ là lôi trạch và hoa tư muốn đánh lén ta hay sao hắn không nhìn thấy đám người khởi nguyên đạo thần và trung nhạc từ tương lai trở về quá khứ thế nhưng lại cảm giác được có tồn tại vô cùng cường đại nào đấy đang tiếp cận chính mình mà đúng lúc này đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn mộ cổ dưới chân đại tư mệnh đột ngột bạo phát chư thiên vô đạo trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ đám thần vương xung quanh tế đàn khởi nguyên từng đạo từng đạo thanh âm phẫn nộ giống lớn vang lên ngay sau đấy áp lực toàn giới mạnh mẽ đè xuống lực lượng khủng bố nghiền ép tất cả mọi người bên trên tế đàn đều không thể động đậy được giết hỗn độn liên và trung nhạc cơ hồ là cùng một lúc nhảy vào trong đạo giới đang bị đè ép xuống kia đám người nhất tề dâng lên một tiếng bọn họ tới đây thật không khéo ngay tại thời điểm đạo giới sụp đổ có áp lực sợ kia trực tiếp ép lên trên người bọn họ ép cho tất cả mọi người đều nho nhao thổ huyết trong đầu đám người khởi nguyên đạo thần và trung nhạc đồng thời toát ra cùng một ý nghĩ đạo giới của đại tư mệnh vẫn chưa được sáng tạo ra đạo giới hậu thế không phải là do đại tư mệnh mở ra mà chính là do chúng ta mở ra tứ diện thần giống giận một tiếng hai tay giơ lên mạnh mẽ nâng lên hỗn độn đang để xuống kia trong lòng đám người khởi nguyên đạo thần hắc bạch nhị đế và thiên nhất thành nghiêm nghị vội vàng ra sức nâng lên hỗn độn đang bị chấn áp xuống lúc này sau khi bọn họ xông vào đạo giới mới phát hiện ra đạo giới chỉ là được đại tư mệnh sáng tạo ra cái vỏ bên ngoài mà thôi bên trong hoàn toàn trống rỗng cái gì cũng không có hoàn toàn bất đồng với đạo giới của hậu thế hơn nữa hiện tại nhìn xu thế đạo giới đẻ xuống đạo giới hậu thế căn bản không có khả năng tồn tại Hóa ra chính là chúng ta Mới là người mở ra đạo giới Đám người nhất tề dây lên một tiếng Không thể không toàn lực đối kháng khí hỗn độn Đang để xuống kia Nhưng đám khí hỗn độn này Quá dày nặng, quá đáng sợ Mặc dù đám người bọn họ đều là những tồn tại cường đại nhất Ở hậu thế, thế nhưng cũng khó có thể chống lại được Lần này khởi nguyên đạo thần đã tính sai Dự liệu sai lầm Đại tư mệnh và chư thần vương căn bản Là chưa từng sáng tạo ra đạo giới đã bị khởi nguyên quá khứ đánh lén, thất bại trong căng tấc. Bọn họ ngay trong khoảnh khắc xông vào đạo giới, lên vừa vặn chúng chiêu, khiến cho bọn họ không thể không đối kháng với khí hỗn độn đang đè xuống, hoặc là bọn họ bị hỗn độn đè chết, hoặc là bọn họ từ trong hỗn độn sáng tạo ra đạo giới, không có con đường thứ ba có thể đi được. Trung nhạc cũng là như vậy, hắn đuổi theo truy sát đám người khởi nguyên đạo thần, cơ hồ đồng thời cùng với hỗn độn lên tiến vào đạo giới do đại tư mệnh sáng tạo, bản thân của hắn cũng không thể ngờ tới đại tư mệnh vậy mà chưa từng sáng tạo ra đạo giới đã bị khởi nguyên ám toán khí hỗn độn mạnh mẽ đè xuống khiến cho ngay cả hắn cũng không thể không dốc tận lực hết thảy lực lượng nâng khí hỗn độn lên thực lực của trung nhạc ở trong đám người chính là mạnh nhất trên người cũng không hề có thương thế thế nhưng áp lực do hỗn độn đè xuống mang tới cho hắn cũng là lớn nhất ép tới mức xương cốt của hắn răng rắc răng rắc vang rồi trong tai mắt mũi miệng phun ra từng đạo từng đạo hỏa quang đột nhiên chỉ nghe ong một tiếng sau đó chính là thanh âm kinh ngạc vang lên luân hồi thánh vương toàn thân rách nát tả tơi cũng xông vào trong đạo giới chỉ có cái vỏ bề ngoài này ngay sau đấy cũng bị khí hỗn độn đang đè ép xuống chế trụ toàn thân không thể động đậy thương thế của hắn cũng không tính là quá nặng đánh một trận với trung nhạc mặc dù hắn rơi xuống hạ phong nhưng đại đạo luân hồi của hắn dù sao cũng vô cùng thuần túy dễ dàng thoát khỏi sự truy sát của trung ngạc nhưng mặc dù hắn trời sinh là nhưng mặc dù hắn trẻ sinh vô cùng khôn khéo, thế nhưng cũng không thể ngờ tới đạo giới chỉ là lớp vỏ bên ngoài, căn bản chưa từng mở ra. Hắn cũng muốn chiếm cứ đạo quang khi đạo giới mở ra, xông vào đạo giới, để thăng thực lực cho nên cũng ăn cái thua thiệt. Đạo giới là do chính chúng ta mở ra hay sao? Luân hỏi Thánh Vương vừa mới xông vào, ngay sau đấy đã tỉnh ngộ trở lại. 18 cánh tay dốc toàn lực, nâng khí ôn độn lên, ngư khí khó có thể tin nổi. Hắn nói, cái này, cái này sao có thể? Lần hồi chính là một cái vòng tròn, vì sao không có khả năng đấy? Tứ diện thần dên lên một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Đại tư mệnh cho rằng đạo giới là do hắn mở ra, chúng ta cũng cho rằng đạo giới là do hắn mở ra. Thế nhân cũng đều cho rằng như vậy, ai ngờ hắn căn bản chưa từng sáng tạo ra thì đã chết rồi. Chúng ta từ tương lai đi tới điểm thời gian này, từ phương diện thời gian mà nói, đây chính là một cái vòng tròn phong bế mấu chốt nhất kỳ diệu nhất của cái vòng tròn phong bế này chính là bất luận kẻ nào cũng không biết trần tướng thế nhưng hiện tại trần tướng đã xuất hiện luân hồi thánh vương vẫn còn có chút kinh ngạc cảm thấy kinh lịch của chính mình cực kỳ quái dị và kỳ lạ khiến cho chính mình có phân được thật giả nhưng lời nói của tứ diện thần lại rất có đạo lý luân hồi thánh vương bởi vì đạo giới mà sinh ra nếu không có đạo giới trung nhạc sẽ không thể mở ra luân hồi đạo giới đại đạo luân hồi cũng sẽ không được sinh ra dĩ nhiên là sẽ không có luân hồi thánh vương, không có luân hồi thánh vương, chỉ sợ chỉ dựa vào đám người khởi nguyên đạo thần cũng sẽ không thể nào trở về thời điểm mở ra đạo giới trong quá khứ được. Bởi vì không có luân hồi thánh vương, đám người khởi nguyên đạo thần sớm đã trên đường trở về quá khứ bị trung nhạc giết chết rồi. Một vòng cắt lấy một vòng, mỗi một vòng tròn đều là một vòng tròn phong bế, là luân hồi phong bế là đã định trước sẽ phát sinh, không cách nào phá giải. Bởi vì chưa đi tới cuối cùng, kẻ nào cũng không biết chính mình đang ở trong một cái vòng tròn phong bế cũng không biết chính mình ở trong quá khứ đã làm ra những gì đây cũng chính là luân hồi chính là đại đạo luân hồi chỗ kỳ diệu của nó khiến cho ngay cả luân hồi thánh vương cũng không khỏi tán thán có chút thần hồn điên đảo lúc bây giờ trong cơ thể trung nhạc vang lên thanh âm răng rắc răng rắc áp lực thật sự là quá mạnh mẽ đại tư mệnh bị an toán đạo giới đổ sụp lúc này đám thần vương của chấn thiên phủ đều bị ép cho áp sát lên trên tế đàn, chỉ có thể đứng yên bị người ta tàn sát. Mà ngay cả đại tư mệnh cũng định trụ, không thể cử động. Có thể tưởng tượng cố áp lực này là hung mãnh tới mức nào. Thế nhưng áp lực trên tế đàn căn bản không thể so với áp lực mà đám người trung nhạc đang thừa nhận kia. Nếu không có đám người trung nhạc dốc toàn lực, nâng lên khí ấn độn đang đè xuống. Không cần đám thần vương bọn khởi nguyên động thủ, đám thần vương bọn đại tư mệnh cũng đã bị khí ấn độn ép cho tan xương nát thịt. Thái Hoàng Bệ Hạ Kế sách trước mắt chỉ có chúng ta Hợp lực khai thiên Mở ra hỗn đốn Đắp nạn đạo giới Mới có khả năng tránh thoát trận tai bay vạ gió này thôi Khải Nguyên Đạo Thần cắn chặt hàm răng Cật lực chống đỡ trọng áp của hỗn độn Ngư khí cực kỳ chật vật nói Bằng không Cuối cùng tất cả chúng ta cũng đều sẽ chết trận nơi này Ngay cả ngươi cũng không thể chạy thoát được Không biết Bệ Hạ nghĩ sao đấy Trung nhạc ở bên này cũng đang cắn chặt hàm răng Cực kỳ chật vật cười mấy tiếng Ta cũng đang có ý đó đấy Ta còn đang định mời mời chào các vị Cùng làm việc lớn Cùng mở ra đạo giới đấy Tuy nhưng không ngờ Khởi nguyên đạo huynh vậy mà chấp nhận Bỏ xuống hiểm khích lúc trước Ngược lại lên tiếng mời chào ta Khiến cho chấm không khỏi cảm khái ngàn ván Cảm xúc dâng trào Hắc bạch nhị đế và thiên hai mặt nhìn nhau Trung nhạc truy sát bọn họ lâu như vậy Chính là đại thù sinh tử Không đội trời chung Hiện tại vậy mà nói ra những lời xinh đẹp như vậy, phản phất như bọn họ không phải là kiều gia, hận không thể đâm một dao vào trái tim đối phương mà là bằng hữu chi tâm vậy. Lời nói này mặc dù rất ngon ngọt, ngọt ngào, rất ấm lòng người, thế nhưng lại khiến cho bọn họ cảm giác được một loại cảm giác băng lãnh phát ra từ tận trong xương tủy. Đế nhạc không thể tin được. Trong lòng mấy người đồng thời xuất hiện ý niệm này. Không bằng chúng ta phát thể với hỗn độn đi. Hắc đế đột nhiên nói Chúng ta hợp lực mở ra đạo giới Đều lo lắng sẽ bị đối phương đánh lén Phát thệ với hỗn đốn Sẽ có thể khiến cho chúng ta yên tâm và liên thủ Về hạ nghĩ như thế nào Ồ oh, Hắc đế đạo huynh nói chí phải Trung nhạc bị ép tới mức Lỗ tai phun máu Lỗ mũi cũng phun máu Chảy đầy trên mặt Thế nhưng vẫn như cũ mỉm cười Lên tiếng nói Chấm và các vị đều là hạng người đức độ cao vút, tấm lòng rộng mở. Bất quá khứ khốn đốn vẫn là cần thiết ta. À? Cũng không phải là chúng ta không giữ lời hứa Mà là lo trước khỏi họa thôi Thiên cười lạnh một tiếng nói Cả đời này Bệ hạ đã từng ký qua không ít khí ức khốn độn phải không Ta nhìn thấy áo bào của bệ hạ Đã rách ra rồi Từ hồ lộ ra tới mấy cái khí ức khốn độn Đám người hắc bạch nhị đế Khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần Nhao nhao nhìn lại Quả nhiên nhìn thấy đế bào Chỗ lồng ngực trung nhạc rách ra một cái động lớn Lộ ra phần da rẻ chỗ lồng ngực Nơi đó có in mấy cái khứa khốn độn <laughs> ừ. Chấm thật là thiên hoàng đế Ý chí rộng lớn Định ra mấy cái khế ước cũng không có gì là đáng nói cả Chấm và các vị đều là hạng người đức độ cao vút Tấm lòng rộng mở Trung nhạc mặt không đổi sắc Hắn cười bồi lạnh nhật nói Thôi 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 bệ hạ không cần nói Chúng ta để hiểu cả Khởi nguyên đạo thần vội vàng cắt lời nói Bệ hạ ý chí rộng lớn Tấm lòng rộng mở Vẫn còn có thể lạc ấn thêm mấy cái khế ước cuốn độn nữa kìa Hiện tại chúng ta cùng nhau phát thể là được rồi Hắn vẫn là âm thầm châm chọc trung nhạc một câu Đám người đồng thời phát thệ với khí ấn độn trên đỉnh đầu Trước khi đạo giới hoàn toàn mở ra Bất cứ kẻ nào cũng không được động thủ với đối phương Đợi tới lúc khí ấn độn là cấn lên trên lồng ngực của mỗi người bọn họ Tạo thành khí ức cuốn độn Tất cả mọi người rất cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm Đúng lúc này đột nhiên chỉ nghe phía dưới vang lên một tiếng ầm vang thật lớn đại tư mệnh trên tế đàn bị áp lực cực lớn ép tới mức cốt nhục tan rã ngay sau đấy thanh âm của mộ cổ vang lên tôn khởi nguyên thần vương hai trăm vạn năm trước này đã dùng chư thiên vô đạo nhét ý thức sinh mệnh của đại tư mệnh vào trong mộ cổ mộ cổ chìm sâu vào bên trong tế đàn không ngừng luyện hóa ý thức của đại tư mệnh đại tư mệnh đã chết chỉ sợ hắn cho tới lúc chết cũng còn đang nghi hoặc rút cuộc là tồn tại gì có thể lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận hắn khiến cho hắn thất bại trong căng tắc đây đại tư mệnh vừa chết đi áp lực của đám người trung nhạc và khởi nguyên đạo thần lại càng nặng thêm trong lòng không phải một trận nghiêm nghị áp lực của hỗn độn càng lúc càng mạnh khiến cho bọn họ không thể không mở ra đạo giới bằng không bản thân sẽ liền thân tử đạo tiêu đồng hóa mà trở thành khí hỗn độn các vị cùng nhau động thủ đi luân hồi thánh vương cao giọng quát lớn hiện tại không động thủ tất cả chúng ta đều sẽ bị đè chết ở đấy âm um, âm um, âm um, âm um. Trung Nhạc bước ra một bước, bởi đạo quang luân sau đầu xoay tròn, chân dẫm mạnh một cái, tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng, tiên thiên bắt quái, nhau nhau bay ra, nhanh chóng mở ra, sắp xếp theo thứ tự, mạnh mẽ, chống đỡ hỗn độn. Cùng lúc đấy, tứ diện thần thi triển nhất niệm vạn giới sinh, biến thành vô số mặt cương chống đỡ áp lực của hỗn độn. Sau đấy, hắn đưa tay chụp một cái, cầm hắc đế và bạch đế lên, hắn nói: "Ta khai mở quang và ám của đạo giới, Khởi nguyên đạo huynh, người hãy khai mở khởi nguyên của đạo giới đi. Khởi nguyên đạo thần quát lớn một tiếng, thân hình đại biến, trở nên càng lúc càng vĩ ngạn. Áo bào trên người tung bay phần phật, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng lớn, hắn trầm giọng nói. Bệ hạ, ta khai mở khởi nguyên của đạo giới, đợi sau khi hỗn độn, đạo hữu khai mở ra quang và ám, người khai mở thần ma thái cực, âm dương tứ tư tượng, tiền thiên bắt quái. Thiên, người hãy khai mở thiên đạo, luân hồi đạo hữu hãy khai mở luân hồi kể từ đó đạo giới sẽ có thể ổn định sẽ không đổ sụp nữa rồi trung nhạc cười ha hà nói thiên đạo của thiên bất quá chỉ là đại đạo hậu thiên sao rằng khó có thể khai mở tiên thiên thiên đạo được theo như ta thấy nếu để cho thiên khai mở thiên đạo thiên khung nhất định sẽ không ổn định nhanh chóng mà đổ sụp gã thần nhân đó không có khuôn mặt do thiên biến thành kia không khỏi nổi giận khai mở đại đạo của đạo giới nhất định sẽ cực kỳ có lợi mà trung nhạc hiển nhiên là không định để cho hắn phần chỗ tốt này. Bệ hạ nếu không phải ngươi đã giết chết ba tôn thần vương thần ma tà bọn họ ngược lại có thể khai mở thần ma tà thái cực ổn định đạo giới rồi khởi nguyên đạo thần âm sâm nói lần này bệ hạ muốn khai mở âm dương tứ tướng tiền thiên bắt quái sợ rằng sẽ càng cực lực hơn áp lực phải chịu cũng nhiều hơn kìa. Nếu như bệ hạ vẫn còn dư lực hỗ trợ thiên đạo hiếu khai mở ra thiên đạo cũng không thành vấn đề gì cả. Nhưng nếu bệ hạ không được, vậy vẫn là để cho thiên đạo hiếu rất thù được rồi. Thiên chỉ đành dằn xuống lửa giận trong lòng, gật đầu mà chấp nhận. Đo một tiếng, toàn thân khởi nguyên thần vương bùng phát đại đạo. Một tiếng trống lớn giống như thanh âm thời điểm khai thiên tích địa nổ vang. Mộ cổ tuy là chư thiên vô đạo, thế nhưng cũng là khởi nguyên của chư thiên. Tiếng trống và chấn động vạn đạo thế gian bùng phát oanh mở hỗn độn một kích này thể hiện rõ ràng chỗ bất phàm của khởi nguyên đạo thần quả thật là kinh tài tuyệt diễm có một không hai trong thiên hạ khiến cho hỗn độn tách ra biến thành thanh chọc nhị khí hỗn độn đạo hữu khởi nguyên đạo thần nhất thời cảm giác được hết thảy toàn bộ áp lực đều tụ tập lên trên người của chính mình cơ hồ ép nát chính mình hắn vội vàng cao giọng quát lớn còn không ra tay đi Tứ diện thần lập tức tiễu tứ khởi, hắc đế vào bạch đế, biến thành hắc bạch nhị quang. Tách ra, thanh trọc khiến cho đạo giới chỉ trong một thoáng đã có màu sắc rực rỡ. Hắc bạch nhị đế và tứ diện thần đều bị ép cho liên tục thổ huyết. Tứ diện thần cảm giác thấy khó có thể chống đỡ nổi, hắn vội vàng quát lớn. mẹ hạ! Trung nhạc vẫn quanh tay đứng đấy, đợi tới thời điểm tứ diện thần và hắc bạch nhị đế đều bị ép tới mức nhục thân vặn vào, suýt chút nữa bị đè chết lúc này dưới chân mới giẫm mạnh một cái. Tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng và tiên thiên bất quái nhất thời bùng phát trong phiến không gian do khởi nguyên đạo thần vừa mới sáng tạo ra kia. Sau đó không ngừng mở rộng ra ngoài, phân tách hỗn độn, mở ra đạo giới. Cái tên khốn này. Áp lực trên người tứ diện thần nhất thời nhẹ đi một chút, oa oa phun ra vài ngụm thần huyết, khí tức toàn thân uể oải đến không chịu nổi, trong lòng không khỏi giận dữ, Trung Nhạc mượn áp lực mở ra hỗn độn để suy yếu thực lực của hắn, thế nhưng cũng không hề vi phạm khí ức hỗn độn, khiến cho hắn mặc dù trong lòng phát điên, thế nhưng lại không thể làm gì được. Kết quả của kẻ xấu luôn luôn là chết vô cùng thê thảm. Bạch Đế xóa đi vết máu trên khóe miệng, nhìn thân ảnh của Trung Nhạc mở ra thái cực, định tứ tư tượng phân bắt quái, hắn lại lùng nói: Sắc mặt tám người khởi nguyên đạo thần của quái, không biết kẻ xấu trong lời nói của hắn là muốn châm chọc Trung Nhạc hay là muốn châm chọc chính bản thân bọn họ đây trung nhạc bên này khai mở ra thần ma thái cực âm dương tứ tượng tiên thiên bất quái một thân tu vi dùng hết áp lực khôn cùng đè xuống khiến cho khóe miệng hắn tươm máu tự biết khó có thể tiếp tục khai mở thiên đạo của đạo giới liền nói ngay thiên ngươi còn không ra tay nhưng thiên chỉ cử lạnh không có ý định sẽ xuất thủ lúc này hình thức ban đầu của đạo giới đã được sáng tạo trở nên huyết lệ nhiều màu vô cùng thần thánh khởi nguyên đạo thần khai mở khởi nguyên của đạo giới tứ diện thần và hắc bạch nhị đế lập ra hắc bạch phân quang ám trung nhạc dùng thần đạo ma đạo thiếu âm thiếu dương thái âm thái dương 64 quái diễn biến cảnh tượng hùng vĩ kỳ bí mỹ lệ của đạo giới khiến cho đạo giới giống như một thế giới mộng huyễn vậy đạo sơn hùng vĩ đạo hải rộng lớn quang đạo quang huyễn lệ đạo lôi thánh thánh điện thánh khiết đại địa trầm trọng thương thiên thanh minh là một địa phương cực kỳ thần thánh một màn này so với cảnh tượng đạo giới mà đám người hậu thế đứng bên ngoài đạo giới nhìn thấy chính là độc nhất vô nhị, bất quá, đám người hậu thế nhìn thấy chỉ là bề ngoài của đạo giới. Sau khi tiến vào, lại nhìn thấy một đạo giới so với địa ngục còn hiểm ác hơn, hoàn toàn bất đồng với cảnh tượng đạo giới như hiện tại. Đạo giới hiện tại vẫn chưa ổn định, phía trên như cũ có khí hỗn độn vô cùng trầm trọng đè xuống, khiến cho thiên địa bất ổn. Tứ diện thần ho khan mấy tiếng, nhổ ra mấy ngụm máu, phù phù thở hổn hển, Ngư khí lại dương dương đắc ý nói Mẹ hả à, Vừa rồi ngươi khiến cho ta và hắc bạch nhị đế Bị trọng thương Hiện tại đã tới phiên ngươi rồi Ngươi cũng hảo hảo mà thừa nhận một phen đi Hai cánh tay trung nhạc toàn lực Nâng lên hỗn độn đang để xuống Đủ lại đại đạo tiên thiên quán nhập vào trong hỗn độn Mở ra hỗn độn Diễn biến ra cảnh tượng mỹ lệ của đạo giới Thừa nhận áp lực vô cùng to lớn Hắn bật cười nói Ta chính là tiên thiên thần ma Cùng lắm thì khi mở đạo giới thất bại, bị hỗn độn đè chết, ta vẫn có thể phục sinh từ trong tiên thiên thánh địa của ta được. Còn các vị thì sao đấy? Sắc mặt tứ diện thần tái nhật, hắc bạch nhị đế cũng nhất tề trầm mặc. Thiên không thể làm gì được, chỉ đành tế khởi 30 bức thiên đạo đồ, lạc tấn vào trong thiên không, nâng thiên không của đạo giới lên, thừa nhận giúp Trung Nhạc một bộ phận áp lực. Trong đám người ở đây, mấy người bọn họ cũng đều không có tiên thiên thánh địa. Thiên là do chúng sinh tế tự mà sinh ra, tứ diện thần là tới từ hỗn độn tiên thiên thánh địa của hắc bạch nhị đế đều đã bị trung nhạc phá hủy nếu như bọn họ hiện tại bọn họ chết ở đây vậy thì thật sự sẽ là chết khởi nguyên đạo thần tứ diện thần hắc bạch nhị đế trung nhạc và thiên đám người đều sừng sững đứng ở nơi đấy thừa nhận áp lực mà thiên địa đạo giới truyền xuống mỗi người đều dốc toàn lực nâng hỗn độn lên đại đạo của bản thân điên cuồng vận chuyển chỉ nghe tiếng chống thùng thùng không ngừng vang vọng Khải Nguyên Đạo Thần dùng mộ cổ mở ra lĩnh vực Khải Nguyên của đạo giới, không ngừng oanh mở khiếu hỗn độn. Rồi lại có thanh âm nổ vang ầm ầm không ngừng vang lên, hắc bạch quang ám quét ngang khiếu hỗn độn, chém đứt hỗn độn. Toàn thân trung nhạc vô số đạo đại đạo như rồng, bảy mươi bảy đạo đại đạo đan xen ngang dọc, định vũ trụ dựng càn khôn, lập thần ma mở tứ tượng, định 64 quái mà thiên cũng không ngừng gia cố thiên khung của đạo giới. Ai nấy cũng đều dốc hết khả năng của mình áp lực càng lúc càng mạnh khiến cho làn da trên cơ thể đám người không ngừng phun ra máu tươi không ngừng chảy máu đạo giới vẫn như cũ bất ổn hỗn độn vẫn có khả năng bất cứ lúc nào đè xuống ép cho đám người suy sụp mà nát vụn nhưng lĩnh ngộ do mở ra đạo giới mang tới thật sự là không tầm thường hỗn độn khai mở tái diễn vũ trụ hồng hoang đủ các loại rượu ngộ ao ao xuất hiện loại rượu ngộ này chính là từ trước tới giờ chưa từng có bọn họ mở ra đạo giới tương đương với một lần nữa khai thiên tái tạo vũ trụ tái tạo đại đạo đại đạo mà bọn họ vốn dĩ tu luyện ít nhiều gì cũng có chút tỉ vết trong đấy kẻ có tỉ vết lớn nhất chính là thiên hắn dù sao cũng là tế tự sinh ra đại đạo của hắn chính là do văn lộ đồ đằng cấu thành chính là đại đạo hậu thiên kẻ kế tiếp chính là trung nhạc trung nhạc mặc dù mấy lần nghịch chuyển thiên thiên hấp dẫn đại đạo thiên địa dung hóa bản thân ở trong biết cảnh đạo nhất khai thiên tích địa tạo thành một phiến vũ trụ càn khôn bên trong cơ thể thế nhưng dù sao nhãn giới kiến thức của hắn cũng có hạn không có khả năng hoàn toàn biến đại đạo của bản thân thành tiên thiên vẫn có một bộ phận kiến giải đại đạo chưa thể chuyển hóa thành tiên thiên được hắn chỉ là khiến cho đại đạo của chính mình trở nên thuần chính hơn mà thôi mà những người khác trong quá trình tu luyện từ trước tới nay cũng đã tu luyện rất nhiều các loại đại đạo hậu thiên dùng các loại đại đạo hậu thiên khác để để thăng tu vi của chính mình đột phá cực hạn cố hữu hiện tại bọn họ mở ra đạo giới dùng khí hỗn độn để diễn biến thành đại đạo các loại đại đạo này đều là từ trong hỗn độn khai mở ra những đại đạo này không thuộc về bọn họ chỉ thuộc về đạo giới vô cùng thuần túy không có bất kỳ tạp chất nào trời sinh ngẩn chứa đạo lý trí cao bọn họ không thể luyện hóa đại đạo của đạo giới khiến cho mình sử dụng nhưng lại có thể trong quá trình khai mở đại đạo đạt được lĩnh ngộ trí cao cái này mà đối với bọn họ cơ hồ có công hiệu tái tạo dục thân và đại đạo nguyên thần để thăng đối với mỗi người cũng đều không tầm thường. Ví dụ như Thiên tế khởi 30 bức thiên đạo đồ, nhưng thiên đạo mới mở ra của đạo giới lại cũng chỉ có 19 thiên đạo. Cái này vừa vặn chính là 19 tiên thiên thiên đạo mà thiên còn thiếu khuyết. Hắn đối với 19 loại thiên đạo này chính là nằm mơ cũng muốn là tiên thiên thiên đạo. Hắn vẫn luôn muốn thôn phệ cả con Đô thần vương mà không thể được. Hiện tại cuối cùng cũng để cho hắn mò ra được tung tích của tiên thiên thiên đạo. Hơn nữa, 19 thiên đạo của đạo giới so với 19 thiên đạo của càn đô thần vương còn càng thần thánh hơn, càng thần túy hơn, càng bất phàm hơn. Đương nhiên, hắn có thể từ trong 19 thiên đạo của đạo giới đạt được bao nhiêu còn phải xem bản lĩnh của hắn, cũng không phải là hắn thật sự đã nhận được 19 thiên đạo. À, 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 đại tư mấy xuất lĩnh như thần vương mở ra đạo giới, ta còn cho rằng hắn thật sự có thể sáng tạo ra đạo giới được, hóa ra kết quả vẫn là do chúng ta mở ra. Sớm biết như vậy Ta cũng không cần phải đánh lén hắn rồi Chỉ cần chờ đợi trong chốc lát thôi Hắn và chư thần vương đều sẽ bị đào giới để chết Không cần ta phải động thủ Khởi nguyên đạo thần Không khỏi thuần thức nói Làm hại ta lừng đeo tiếng xấu 200 vạn năm Bệ hạ sau khi chúng ta mở ra đạo giới Về tới hiện tại Bệ hạ còn phải giúp ta giải oan kìa Ồ oh, dễ nói Dễ nói thôi Trung nhạc cười híp mắt nói Thực lực của bất kỳ kẻ nào trong số chúng ta Đều không chút thua kém đại tư mệnh năm xưa Cũng phải cật lực như vậy Mỗi một người đều phải dốc hết khả năng Dốc hết toàn lực ra Một mình đại tư mệnh mở đạo giới Quả thật là cho cười mà Ánh mắt của tứ diện thần chấp động nói Luân hồi đạo hiếu Tới phiên ngươi rồi Ánh mắt của khởi nguyên đạo thần Hắc bạch nhị đế, thiên và trung ngạc Cũng đều không ngừng lấy lên Trong lòng đều có tính toán chỉ cần luân hồi thánh vương lập ra luân hồi đạo giới sẽ liền xem như ổn định mà tới lúc đấy khế ước quân độn sẽ mất đi hiệu lực bọn họ sẽ có thể thống hạ sát thủ giết chết địch nhân về phần cái gì đức độ cao vút tấm lòng rộng mở cái gì nhân nghĩa đạo đức nhìn một chút ánh mắt hiện tại của bọn họ liền biết rõ những cái này sớm đã bị bọn họ ném ra khỏi sau đầu Mời các bạn cùng nghe tiếp. Luân hội Thánh Vương thu biểu tình của đám người và trong mắt, trong lòng thầm khen. Đám bại hoại này, ai nấy cũng đều tinh như quỷ vậy. Mỗi một người đều là cáo giả vạn năm, khiến cho ta không khỏi bội phục. Ta cũng phải cẩn thận học tập, bọn họ mới được. Tránh cho sau này, bị bọn họ ám toán, hoặc là có thể, hoặc là có thể, ngược lại ám toán bọn họ. Ông một tiếng, đại đạo đơn hồi bùng phát, vượt qua không gian đạo giới mỹ lệ, thống nhất từng đạo, từng đạo đại đạo thiên địa đạo giới, hình thành hệ thống đại đạo luân hồi, khiến cho đạo giới triệt để vững chắc. Đại đạo của đạo giới chỉ cần hình thành nên hệ thống luân hồi, trời và đất sẽ lên củng cố xuống. Đại đạo của đạo giới cũng sẽ không sụp đổ tan rã, đạo giới cũng trở thành một hệ thống hoàn chỉnh, hỗn độn cũng sẽ không lại nghiền ép đạo giới. Tới lúc này, đạo giới mới tính là triệt để được sáng tạo ra. Trong lòng mọi người đều đồng thời thoát ra ý nghĩa này Trung Nhạc đột nhiên nhìn về phía Luân Hồi Thánh Vương, nhớ tới một nửa thân thể của Luân Hồi Thánh Vương vẫn đang ở bên cạnh Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh muốn mở ra lại đạo giới, lần này chỉ sợ đã có mấy phần nắm chắc. Hiện tại, bên cạnh Đại Tư Mệnh tụ tập mấy trăm tôn thần vương, ngoại trừ ba đạo thần ma tà và hai đạo quang ám ra những đại đạo khác bất luận cái gì hắn cũng đều có. Mà ba đạo thần ma tà và hai đạo quang ám trong đám thần vương bên cạnh Đại Tư Mệnh cũng có kẻ có thể thay thế mặc dù không tần thúy bằng thần ma tả tam đế và hắc bạch nhị đế thế nhưng cũng không thua, thua kém là bao nhiêu cộng thêm một nửa thân thể kia của luân hồi thánh vương lần này đại tư mệnh mở ra đạo giới phần thắng rất lớn đại đạo luân hồi vẫn còn trên toa trong đạo giới quán thông liên tiếp càng nhiều đại đạo của đạo giới áp lực trên người mọi người cũng dần dần giảm xuống cùng lúc đấy hào quang đại đạo chợt phun trào ào ào xuất hiện phóng vọt vào trong cơ thể của đám người đây là cơ duyên đại đạo mà bọn họ mở ra đạo giới tạo thành, là cơ duyên thành đạo, là điểm then chốt để tu thành đạo thần. Bọn họ có thể tu thành đạo thần hay không chính là ở một lần này. Nếu như lần này bệ hạ trở thành đạo thần, vậy xem như đồng dạng với chúng ta rồi. Khởi nguyên đạo thần dốc hết khả năng hấp thu càng nhiều hỏa quang đại đạo, dung nhập vào trong cơ thể, không ngừng luyện hóa. Hắn cười ha hả nói, bệ hạ cũng là tiên tiên thần ma, hiện tại lại trở thành đạo thần, khác biệt một trẻ một vực với đám sinh linh hậu thiên kiến hôi kia không còn cùng một chủng loại bệ hạ cao cao tại thượng thống trị thế gian có thể kéo dài tới vô tận tuế nguyệt lần này chúng ta lên thủ mở ra đạo giới cũng có thể nói không đánh thì không quen biết đã xóa bỏ hiểm khích lúc trước sau này chúng ta chính là đồng tộc đồng loại không cần lại tranh đấu với nhau nữa rồi trung nhạc lại rơi đầy mặt điên cuồng hấp thu hào quang đại đạo nước mắt đều biến thành quang vũ hắn nức nở nói khởi nguyên đạo huynh nói rất thật ý chấm khiến cho chấm cảm động tới rơi cả nước mắt đi này các vị đạo huynh bất kể hiểm khích lúc trước khiến cho trong lòng của chấm cảm xúc ngổn ngang Chầm mối nhịn không được mà dây lệ đám người khởi nguyên đạo thần có chút giận cả tóc gáy gia tăng tốc độ điên cuồng luyện hóa hào quang đại đạo đang không ngừng vọt tới trong lòng lân hồi thánh vương cũng có chút sợ hãi từng đạo từng đạo lân hồi quang lân chuyển động cũng đang gia tốc dẫn dắt hào quang đại đạo nhập thể tiến hành luyện hóa tám tòa tiên thiên bắt quái toàn thân dung nhạc điên cuồng vận chuyển thôn phệ đạo quang các loại quẻ tượng tung bay điên cuồng diễn toán luyện hóa đồng thời hai tòa trận pháp tứ tượng cũng đang điên cuồng chuyển động thần ma thái cực càng là vận chuyển như bay nước mắt trong mắt vị thiên đế này càng trẻ càng cuộn trào mãnh liệt cuộn trào như hai dòng đại hà không ngừng khóc lóc mà kể lể ta và các vị là bằng hữu tri kỷ đã lâu hận không thể tương thân tương ái thế nhưng trực quân đối với chấm luôn luôn là hô đánh hô giết lần này trực quân yêu mến ta làm tiêu tan hiểm khích lúc trước kia chậm nhất đính là phải bái bái kết giao với các vị kết làm huynh đệ không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm khóe mắt của bạch đế kịch liệt nhảy lên một cái hắn kể khan nói bệ hả, nó có chút hơi, quá rồi chậm đây toàn bộ đều là lời nói tâm huyết của chậm cả Trung Nhạc nghiêm mặt nói Bạch đế đạo huynh không tin ta sao Chậm móc trái tim cho cho người xem này Để cho ngươi thấy một tấm chân tình của chấm đấy Đúng lúc này Đại đạo lân hồi xuyên qua một đạo Đại đạo cuối cùng của đạo giới Áp lực trên toàn thân Trung Nhạc đột nhiên biến mất Hắn lập tức vươn tay trả một cái Mạnh mẽ kéo thiên từ trên không trung đạo giới xuống Ném thẳng xuống đất Dơ chân đạp xuống Huyết nhục văng tung tóe Bạch đế đạo huynh Chấm lập tức móc trái tim ra cho người xem để cho ngươi nhìn một chút lòng để trung can nghĩa đảm của chấm đấy trung nhạc nhìn về phía bạch đế bạch đế nhất thời giận cả tóc gáy vừa vàng biến thành từng đạo từng đạo quang mang phi độn tránh né đạo đao quang mà trung nhạc chém xuống kia mau liên thủ giết hắn ta tứ diện thần đột nhiên quát lớn đại đạo luân hồi của luân hồi thánh vương xuyên qua một đại đạo cuối cùng của đạo giới đạo giới rứt cuộc cũng ổn định lại đại đạo tự thành luân hồi cái này liền tỏ rõ đạo giới đã hoàn thành mở ra sẽ không lại sụp đổ nữa. Cũng ngay tại khoảnh khắc trung nhạc một chân đạp thiên, đạo chém mạch đế, Khởi Nguyên đạo thần, Hắc đế, tứ diện thần và Luân Hồi Thánh Vương cũng đồng thời là hạ thủ với hắn. Thân thể trung nhạc chấn động một cái, không gian luân chuyển khiến cho bốn mặt đều là chính diện, bất luận công kích từ góc độ nào đều là công kích về phía chính diện hắn. Hắn đồng thời thống hạ tất thủ với tất cả mọi người. Đạo giới vốn yên tĩnh tầng hòa nhất thời nhấc lên lô đình bạo vũ thiên không biến sắc đại địa chấn động bạch đế đừng có cháy hắc đế cao giọng nói không cần sợ hắn Lính ngộ của hắn trên phương diện đạo thần cũng không tinh thâm bằng chúng ta đâu bạch đế tránh né một đao kia của trung nhạc đang định viễn độn nghe hắn nói vậy lập tức quay ngược trở lại chỉ thấy trung nhạc mở miệng hấp khí mạnh mẽ thổi ra một hơi đạo giới nhất thời thiên hôn địa ám cuồng phong gào thét thổi quét khắp đạo giới thở quét thân hình của hắn phiêu diêu bất định sau đầu lân hồi thánh vương ong một tiếng đại đạo lân hồi xoay tròn mở rộng ra ngoài biến thành một vầng cự luân định trụ ở giữa thiên địa hết thảy cuồng phong đều bị hút vào trong đạo lân hồi thật lớn kia chỉ một thoáng thiên địa liền mảnh một mảnh thanh minh bạch đế rất cuộc cũng định trụ lại được thân hình hai tay trung nhạc xòe ra mười đầu ngón tay ầm ầm đùng đùng vang dội vô số tiên thiên lô đình đánh thẳng về phía lân hồi thánh vương lân hồi thánh vương xoay người bỏ đi một bước một luân hồi những nơi hắn đi qua đều là lưu lại một vòng tròn lớn tốc độ di động cực nhanh chỉ thấy giữa không trung đạo giới rất nhanh xuất hiện từng đạo từng đạo quang luân thật lớn luân hồi tính vương xuyên toa bất định trong đám quang luân kia tránh né công kích của trung nhạc không dám chính diện mà xung đột với hắn mà ở bên kia trung nhạc phất đống tay áo một cái chư thiên vô đạo bạo phát bàn tay ấn thẳng về phía bạch đế bàn tay ấn thẳng về phía hắc đế đại thủ bao phủ thiên địa kia mang tới cho người khác một loại cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Một bên khác, Trung Nhạc lại trực tiếp dùng đại thần thông táng đạo chém về phía khởi nguyên đạo thần. Tứ diện thần cất bước giết tới, dùng giới phá giới, khiến cho Trung Nhạc không thể từng người kích phá. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Bệ hạ, trước đây ngươi dù sao cũng chưa từng trở thành đạo thần. Đối với cảnh giới đạo thần kiến thức nửa vời, ở trên cảnh giới đạo thần tìm hiểu không thâm sâu bằng chúng ta được lần này tất nhiên là chúng ta trở thành đạo thần trước khiến cho bệ hạ chôn xương tại đấy. lời này của hắn quả thật không sai. tứ diện thần khởi nguyên đạo thần hắc đế vào bạch đế trước đó cũng đều đã từng tu thành đạo thần khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần lại càng là thấm nhuận cảnh giới đạo thần tới hơn 10 vạn năm đẳng đẳng lĩnh ngộ đối với cảnh giới đạo thần thâm sâu hơn trung nhạc không biết bao nhiêu lần. lần này bọn họ hợp lực mở ra đạo giới nếu như song phương đều không mạnh mẽ xuất thủ mà thành thành thật thật luyện hóa cơ duyên đại đạo luyện hóa đám đạo quang mang phóng vọt tới kia vậy kẻ đầu tiên thành tựu đạo thần nhất định sẽ là khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần sớm một bước thành tựu đạo thần vậy tất nhiên sẽ đạt được ưu thế cực lớn so với đối phương trung nhạc kiến nhân cũng dự liệu được điểm này bởi vậy sau khi đạo giới xác lập đã lập tức thống hạ sát thủ không cho bọn họ có cơ hội mà thành tựu đạo thần hai người nhất niệm vạn giới đối kháng nhất niệm vạn giới từng cái từng cái thế giới hủy diệt bộc phát ra uy năng khủng bố tứ diện thần phá nhất niệm vạn giới sinh của trung nhạc khiến cho hắn không thể duy trì trạng thái vô địch nhục thân bị phá lập tức xuất hiện khoảng khống lập tức xuất hiện khoảng trống khởi nguyên đạo thần hắc bạch nhị đế và luân hồi thánh vương lập tức thừa dịp hư mà vào công kích về phía bản thể của trung nhạc khởi nguyên tứ diện hôm nay chấm sẽ giết sạch các ngươi quang luân sau đầu trung nhạc xoay tròn đột nhiên bảy vị đế nhạc nhao nhao xuất hiện bảy vị đế nhạc từ trong quang luân đi ra tám vị đế nhạc nghênh đón công kích của đám người kịch liệt mà chém giết bản thể trung nhạc vân tay nhổ núi nhổ tận gốc một ngọn đạo sơn dùng đạo sơn làm vũ khí quất về phía tứ diện thần tứ diện thần bị đập cho thổ huyết toàn thân lan long lốc đụng lên từng ngọn từng ngọn núi non dứt cuộc mới có thể dừng lại bảo bối tốt ta trong lòng trung nhạc nhất thể vui vẻ uy năng của ngọn đạo sơn này cực mạnh vượt qua dự liệu của hắn vậy mà trực tiếp đánh trọng thương tứ diện thần lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại hết thảy mọi thứ của đạo giới đều là do đại đạo biến thành không có bất kỳ tạp chất gì cả cực kỳ tinh thuần bất luận một thứ gì cũng đều có thể dùng làm vũ khí trực tiếp thôi động chính là đạo binh lợi hại nhất không có tạp chất trực tiếp bạo phát ra uy năng của đại đạo tứ diện thần phủ phục trên mặt đất thân thể lay động biến thành cự thứ hỗn độn ngửa mặt lên trời giống giận há miệng nuốt chửng đạo hải hút đạo hải lên ngửa mặt lên không trung phun ra đạo hải treo cao trên bầu trời đè thẳng xuống chỗ trung nhạc ở bên dưới phiến đạo hải mênh mông cuộn trào này mãnh liệt dâng trào uy năng đại đạo âm ầm bộc phát kinh thiên động địa khiến cho sắc mặt trung nhạc không khỏi đại biến trong lòng thầm nói một tiếng lời hại phiến đạo hải mênh mông kia mạnh mẽ đè xuống trung nhạc dâng lên một tiếng bị đạo hải ép tới mức thất đạo luân hồi bất ổn nhục thân bị đè ép tới mức rách nát tả tơi bay ngược về phía sau tứ diện thần phóng người tiến lên đạo hải cũng gào thét dâng trào đè thẳng về phía trung nhạc đang bay ngược về phía sau kia thân thể trung nhạc ở giữa không trung vươn tay rút đao chém một đao về phía đạo hải phiến đạo hải hào ăn kia nhất thời vỡ nát hải dương bị chia làm hai nửa từ bên cạnh trung nhạc gào thét bay qua âm um, âm um, âm um, âm um. thần đao của trung nhạc chém lên sau cái sinh vật hỗn độn tứ diện thần bị đau lập tức nhấc đại địa ở trước mặt lên nâng một khối lục địa ném thẳng về phía trung nhạc đập cho trung nhạc bay ngược ra về phía sau cùng lúc đấy đám người khởi nguyên hắc đế bạch đế lập tức rút lên từng ngọn từng ngọn núi lon bắt tới mây trắng nhấc đại hà của đạo giới lên mà làm roi thống hạ sắp thủ với tám vị đế nhạc trung nhạc cũng rút sơn sơn thủy thủy của đạo giới lên ra sức mà chém giết sau đó càng nhiều đại đạo của đạo giới như thiên đại lôi phong hỏa thủy thổ sơn trạch tất cả những vật thật do đạo hóa thành đều bị đám người đã giết tới mức đỏ cả mắt này trực tiếp cầm lên trong tay mạnh mẽ mà xuất thủ với đối phương thiên cũng bị trung nhạc một cước dẫm bẹp lên trên mặt đất thế nhưng cũng không mất mạng dù sao tu vi hắn thâm hậu sinh mệnh lực ngoan cường thân thể bị kiếm thương của phục mân đạo tôn cả mười vạn năm cũng không chết một cước kia của trung nhạc cũng không thể giết chết được hắn thân thể của khiên thân thể của thiên gian nan nhúc nhích một lúc sau đã khôi phục lại thành hình ngẩng đầu quan sát bốn phía chỉ thấy đạo giới vô cùng thần thánh rộng lớn huyến lệ lúc này đã vô cùng hỗn loạn rất nhiều tồn tại cường đại vừa hấp thu hào quang của đạo giới vừa mạnh mẽ xuất thủ uy năng càng lúc càng hung mãnh đánh tới mức đạo giới không ngừng chấn động núi non tàn phá tinh hà bị vỡ nát rồi lại có cự thú hỗn độn đang mạnh mẽ chém giết với thiên đế đánh cho sân hà tan nát bên kia chính là mộ cổ điên cuồng sao động đánh vỡ từng phiến từng phiến thiên không rồi lại có hắc bạch nhị quang quấy nhiễu xẹt xẹt văng dội chém giết tới lui lại có luân hồi thánh vương tế khởi từng vầng từng vầng luân hồi luân thật lớn dùng luân hồi làm thông đạo chui tới chui lui đánh lén tám vị đến nhà kia cái đám gia hỏa này Qué mắt của thiên nhảy loạn đột nhiên nhìn về phía thiên không trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi hắn lớn tiếng nói đừng đánh nữa các ngươi nhìn trên đó kìa đám người là là mắt điếc tai ngơ tiếp tục chém giết đột nhiên một ngọn đạo sơn từ xa bay tới, dùng núi mà làm ấn âm một tiếng để ép thiên ở dưới đạo sơn. Đong một tiếng, một cỗ thân quá khứ của trung nhạc rơi xuống trên đạo sơn, chấn áp biến hóa của thiên. Đột nhiên trường hàn như doa quét tới, xé rách không gian, soạt một tiếng, quất lên trên người của hắn. Gã trung nhạc quá khứ này bị quất cho không ngừng xoay tròn như con quay, đụng sụp hơn một phân nửa một ngọn đạo sơn này. Màu mau tu thành đạo thân giết chết tên đế nhạc điên này hắc đế lớn tiếng kêu lên thiên ra sức dễ dụa từ dưới ngọn đạo sân kia bỏ ra cao giọng nói đừng đánh nữa đi đạo giới sắp sửa bị các người đánh sụp rồi các ngươi nhìn lên thiên không đi kìa âm um, âm um, âm um, âm um. một đạo quang mang sáng ngời quét tới suýt chút nữa chém chúng sau gái của thiên bạch đế tay cầm đạo quang đại khai sắp giới đại khai đại hợp đối chiến với một gã trung nhạc tương lai song phương đao kiếm va chạm giống như thiểm điện sen kẽ giao thoa giết tới mức thiên không và đại địa xuất hiện từng đạo từng đạo vết sách nhìn thấy mà giật mình cự thú hỗn độn do tứ diện thần biến thành giống lớn về phía bản thể trung nhạc Tính thét kinh thiên động địa phát ra khứ lãng dâng trào cuốn đi vô số hoa hoa cỏ cỏ cây cối của đạo giới biến thành hồng lưu cuồn cuộn gào trung nhạc chu miệng thổi ra một hơi cũng là cùng phong gào thét hai đạo quang phong va chạm lôi đỉnh đan sen thiên vừa mới tránh thoát kiếm quang của vạch đế lại bị hai đạo cuồng phong này cuốn lên không biết bao nhiêu lôi đỉnh giao thoa đánh xuống chém cho hắn trong mềm ngoài khét các ngươi đừng đánh nhau nữa đi thiên chật vật giấy rùa há miệng phun ra một ngụm khói đen hắn kêu lớn các ngươi các ngươi mau nhìn nhìn ngươi làm gì trung nhạc chấn động ống tay áo một cái đại thủ ngập trời Chư Thiên vô đạo âm ầm đè xuống, đập về phía Thiên. Thiên không khỏi giận dữ, cười lạnh một tiếng nói: Đế nhạc, ngươi thật cho rằng ta là trái hồng mềm, mặc cho ngươi nhào nặn hay sao? Xem ta dùng thiên đạo phá ngươi đấy! Hắn vươn tay chụp lên thiên không, một quyển thiên đạo đồ của đạo giới bị hắn gỡ xuống. Thiên đạo đồ vừa mở ra, một ngọn thiên lâu xuất hiện, nâng chư thiên vô đạo lên, khiến cho chư thiên vô đạo không thể rơi xuống. Thiên không khỏi giật mình. Chư thiên vô đạo, thiên không khỏi giật mình. Thiên đạo của đạo giới, lại lợi hại như vậy hay sao? Dùng thiên đạo, làm bảo vật, phá chư thiên vô đạo sao? Trung nhạc bị trấn cho bay ngược về phía sau, đột nhiên bể gã trung nhạc còn lại, cũng lập tức đứng dậy bay tới, ở giữa không trung xếp hàng, tổ hợp, biến thành trận hình đạo giải. Hắn cười ha hà. Chư quân, thống thống khoái khoái quyết chiến một trận đi, để cho chậm giết thiết các ngươi ngay tại đây nào huyết tế một trận cho đạo giới nào đạo giới uy năng khủng bố khôn cào uy năng khủng bố khôn cùng bạo phát hà hạo đáng đáng thổi quét hết thảy đập nát hết thảy lao thẳng về phía đám người khởi nguyên đạo thần đế nhạc muốn lừa mạng rồi mau ngăn cản hắn ta tứ nhân thần lớn tiếng kêu lên pháp lực độc trời tuôn trào tế khởi hắc bạch nhị đế cùng lúc đấy khởi nguyên đạo thần tế khởi hỗn độn lên sau đầu và trước người của luân hồi thánh vương sinh ra từng vầng từng vầng luân hồi luân chuẩn bị ngăn cản đạo giải trùng kích bọn họ liên tục đại chiến căn bản không kịp luyện hóa cơ duyên đạo thần vẫn chưa thể thành tiểu đạo thần được nghĩ muốn đối kháng với đạo giải nhất định phải liên thủ với nhau mới có thể làm được thiên khẽ cắn răng một cái nhìn xuống quyển thiên đạo đồ trong tay chính mình kia trong lòng biết rõ dựa vào quyển thiên đạo đồ của đạo giới này tuyệt đối ngăn cản được một kích đạo giải của trung nhạc hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên thiên không xuất hiện từng đạo từng đạo khe nứt to lớn hắn nhìn thấy mà giật mình đó là những vết nứt của thiên đạo đã có từng đạo từng đạo khiếu hỗn độn từ trong những khe nứt kia rũ xuống chết đạo hữu cũng không chết bần đạo sắc mặt của thiên âm tỉnh bất định đột nhiên vươn tay gỡ xuống 18 tám quyển thiên đạo đồ còn lại chỉ thấy đám thiên đạo đồ này cũng đều đã bị đám người đánh cho rách nát tả tơi ít nhất cũng có thể ngăn cản một kích đạo giái hắn mới vừa suy nghĩ tới đây đột nhiên trên thiên không đạo giới ầm ầm vỡ nát lộ ra một cái động lớn khí hỗn độn cuồn cuộn cuồn cuộn giống như cự trụ ào ào tuôn xuống tiếp theo thiên không bốn phía cái động lớn bắt đầu sụp đổ hỗn độn khí trụ càng lúc càng lớn hơn ầm 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 uy năng của đạo giải quét ngang bốn phương tám hướng cùng lúc đấy thiên không đạo giới vỡ tan toàn bộ cơ duyên đạo thần và hào quang đại đạo đều tan thành cho bụi xong đời rồi xong đời rồi thiên cảm ứng được uy lực của 19 quyền thiên đạo đồ trong tay chính mình đang nhanh chóng giảm xuống. Các loại đại đạo của đạo giới đều đang nhanh chóng chưa qua, uy lực không còn. Cái này nói rõ, đạo giới sắp sửa đã vỡ nát. Nơi này sắp sửa bị sụp đổ rồi, đi mau thôi. Thiên gào thét bay ra khỏi đạo giới, sau lưng lại truyền tới một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Uy năng của đạo giải một lần nữa bạo phát, khi lãng dâng trào, hất hắn vang lên thật cao. Cái đám khốn kiếp này không muốn sống nữa hay sao Thiên gian nan ổn định lại thân hình Kinh hãi nhìn đạo giới chi môn chậm rãi xuất hiện Chỉ thấy đạo giới phía sau cánh cửa xuất hiện từng đạo Từng đạo vết sách Hiển nhiên là có dấu hiệu sụp đổ tan rã Âm um, âm um, âm um, âm um. Mấy đạo thân ảnh chợt xuất ra đạo giới chi môn Khởi nguyên đạo thần Đột nhiên tế khởi hỗn độn lên Mạnh mẽ quất một cái Cuốn lấy đám người Đóa hoa sen nhanh chóng xoay chuyển Bỗng nhiên liền biến mất đạo giới sụp đổ lực trùng kích chỉ sợ sẽ có thể hủy diệt vũ trụ càn khôn chúng ta dùng hỗn độn liên bảo vệ bản thân tiến vào trong hỗn độn nói không chừng có thể tránh được kiếp nạn này khởi nguyên đạo thần quát lớn trong đó hoa sen tứ diện thần thoáng do sự một chút nói đạo hữu đạo giới cũng, cũng sẽ không sụp đổ đâu tựa hồ là ta từ trong hỗn độn rớt xuống chặn lại động khẩu khởi nguyên đạo thần nhất thời ngẩn ngơ mà vào lúc này trong đạo giới đang sụp đổ cái động khẩu to lớn kia vẫn đang không ngừng xé rách khuếch tán càng lúc càng lớn đột nhiên có một đầu sinh vật hỗn độn bị động khẩu hút lấy chặn lại động khẩu sinh vật hỗn độn kia dễ dụa suốt nửa ngày cuối cùng cũng không thể dễ dụa thoát ra được chỉ đành ngoan ngoãn nằm in ở nơi đấy sinh vật hỗn độn đầu tiên đã lên bờ sinh vật hỗn độn ngây ngô đần độn mặc dù rong chơi một khoảng thời gian khá dài trong khí hỗn độn nhìn khắp đủ các loại hình thái hình ảnh trong dòng thời gian thế nhưng những hình ảnh này đối với bọn họ bất quá chỉ là những hạt bụi bặm bay qua trước mắt, không hề quên nhiễu tới bọn họ. Sinh lão bệnh tử của chúng sinh, vũ trụ biến thiên, tất cả đều không quan hệ gì tới bọn họ cả. Duy nhất có thể dẫn phát bọn họ hứng thú chính là những sinh linh tạo thành thời gian sóng gần kia. Hỗn độn đối với sinh vật hỗn độn chính là tương đương với dòng nước trong suốt, không có nửa phần gần sóng. Bọn họ có thể bơi tới khởi điểm, nhìn vũ trụ sinh ra, cũng có thể bơi tới chung kết, nhìn vũ trụ hủy diệt chỉ là những sinh linh ngẫu nhiên tạo thành thời gian sóng gợn sẽ ngăn cản bước chân của bọn họ khiến cho bọn họ dừng bước quan sát đó là những sinh linh cường đại trong dòng thời gian ý đồ cải biến tương lai điểm này trong dòng thời gian sẽ bắt đầu phát sinh những cải biến rất nhỏ bất quá cuối cùng những cải biến này cũng sẽ khôi phục lại bình tĩnh các sinh vật hỗn độn sẽ lại tiếp tục trong chơi trong dòng thời gian những sinh vật hỗn độn lên bờ vậy không phải là chuyện đùa quần cuộn hồng trần sẽ ảo ảo xuất hiện các sinh vật hỗn độn sẽ có âm thanh, có ánh sáng, có màu sắc, đã có cảm tình yêu, cảm tình ghét và đã có yêu hận tình kiều. Sinh vật hỗn độn này bị hút vào đạo giới, chặn lại lỗ thủng của đạo giới, chịu đủ mọi vô vàn dằn vặt, tiến cũng không được mà lôi cũng không xong. Đạo giới trở nên vô cùng hiểm ác, đang trong quá trình sụp đổ. Hắn bị hút vào đạo giới, chặn lại lỗ thủng, thân thể phải thừa nhận toàn bộ trọng áp của hỗn độn, chỉ có thể hấp thu hào quang đại đạo của đạo giới, đau khổ mà chống đỡ, một lần chấn áp này chính là kéo dài 200 vạn năm đẳng đẵng. Dần già lâu ngày, trong lòng của hắn đã sinh ra oán khí, vì vậy đã trở thành tứ diện thần. Mãi cho tới khi hậu thổ nương nương tu thành đạo thần, phi thăng đạo giới, đại đạo của đạo giới rốt cuộc cũng vững chắc, mới khiến cho hắn được giải thoát. Mà tại thời khắc đám người trung nhạc Giết ra đạo giới, hắn chỉ có thể giữ cố định ở nơi đấy, lặng lặng chờ đợi ngày nào đấy chính mình được giải thoát ra mà thôi. Trải qua trận chiến lần này Đế nhạc đã giết không được chúng ta nữa rồi Lúc bấy giờ Trong hỗn độn liên Khởi nguyên đạo thần thở ra một tiếng Mỉm cười nói Chúng ta mở ra đạo giới Hấp thu hào quang đại đạo Tu vi đột nhiên liền tăng mạnh Mặc dù không thể một lần nữa trở thành đạo thần trong đạo giới Nhưng đã không phải là đế nhạc Có khả năng địch nổi nữa rồi Tứ diện thần lắc đầu nói Tiến bộ của đế nhạc Cũng phi thường lớn Sau trận chiến này Hắn cách cảnh giới đạo thần cũng không xa hắn mở ra thách cực phần tứ tư tưởng lật bắt quái diễn biến 64 quái lại lập ra hai đạo vũ và chủ lĩnh vực đại đạo mà 76 tôn tiên thiên thần ma mới có thể sáng tạo ra toàn bộ đều đã bị hắn thay thế sáng tạo ra cả hào quang đại đạo mà hắn đạt được cực kỳ kinh người sắc mặt của hắc bạch nhị đế và thiên cũng đều nghiêm trọng nhao nhao gật đầu thiên mở ra thiên công của đạo giới cũng nhận được hào quang đại đạo của 19 tiên tiên thiên đạo những hào quang đại đạo này đối với hắn cực kỳ quan trọng bản thân hắn là tế tự thần cho nên bị hạn chế khiến cho hắn không thể luyện thành 19 loại tiên thiên thiên đạo này tuy nhiên thực lực của hắn cũng đạt được đề thăng thật lớn hắc bạch nhị đế bị tứ diện thần tế khởi mở ra quang và ám của đạo giới cũng có tiến bộ cực lớn mà khởi nguyên chính là đã khai mở khởi nguyên của đạo giới đây là một công trình khai mở cực kỳ vĩ đại thành tựu vô cùng phi phàm viễn siêu hơn đám người còn lại có thể sánh với khai mở khởi nguyên của đạo giới cũng chỉ có trung nhạc và luân hồi thánh vương luân hồi thánh vương nhất thống đại đạo của đạo giới nhất đại đạo và luân hồi hình thành đại đạo luân hồi củng cố đạo giới hắn tự nhiên là công lao hàng đầu hắn đạt được đạo giới văn thưởng rất hậu hĩnh mà trung nhạc lập ra 76 loại đại đạo của đạo giới công lao của hắn cũng cực kỳ to lớn bất luận một loại đại đạo nào chỉ thành tựu một loại thôi cũng có thể sánh ngang với khởi nguyên đạo thần và luân hồi thánh vương được thế nhưng hắn thắng bởi vì số lượng đủ nhiều chỗ tốt nhận được tự nhiên là vô cùng phi phàm thiên thắng do dự một chút nói đế nhạc khai mở không phải là 76 loại đại đạo mà là 77 loại đại đạo kìa sao 77 loại đại đạo ư mọi người nhất thể kinh hãi thiên khẽ gật đầu nói ừ, um là 77 loại đại đạo Ta tại thời điểm mở ra thiên khung của đạo giới Đã cảm ứng được thiên khung Đã xuất hiện thêm một loại đại đạo Hẳn là tiên thiên dịch đạo của hắn ta 77 loại đại đạo Cũng đã quá rất xuất sắc rồi Sắc mặt của đám người ngưng trọng Luôn hỏi Thánh Vương thoáng có chút chần chừ nói Rất có khả năng Còn có loại đại đạo thứ 78 nữa kìa Chứ là ta cũng không dám khẳng định Ta tại thời điểm tế khởi đại đạo luân hồi Nhất đại đạo của đạo giới và trong luân hồi mơ hồ cảm giác được có chút đại đạo đã bị đại đạo luân hồi quán thông có người đang đoạt cơ duyên của ta hắn cũng không dám quá khẳng định ngữ khí suy tư nói lúc đấy mặc dù ta cảm giác được cố lực lượng ngoại lai này đang xâm nhập thế nhưng tình huống khẩn cấp ta chỉ dành toàn lực thư động đại đạo luân hồi cũng không có điều tra bây giờ suy nghĩ lại rất có thể chính là đế nhạc đã âm thầm động tay động chân rồi đám người hai mặt nhìn nhau Đương kim thế gian nếu như nói còn có kẻ nào có thể động tay động chân trước mặt Luân Hồi Thánh Vương Lại có thể không bị Luân Hồi Thánh Vương phát giác sợ rằng cũng chỉ có mỗi mình Trung Nhạc mà thôi Chỉ có Trung Nhạc trước đây đã từng cướp đoạt cơ duyên của Luân Hồi Thánh Vương Chém hắn thành hai mảnh, tu hú chiếm tổ chức trẻ, thôn phệ luyện hóa đại đạo Luân Hồi Mặc dù Luân Hồi Thánh Vương cũng truyền thụ đại đạo Luân Hồi cho đám người khởi nguyên đạo thần Thế nhưng bản thân không có khả năng không lưu lại một tay hơn nữa cho dù hắn tốc túi trần thụ, đám người khởi nguyên đạt được chỉ sợ cũng chỉ là đại đạo hậu thiên luân hồi không đạt được tiên thiên luân hồi mà trung nhạc thì lại nhận được một bộ phận đại đạo tiên thiên luân hồi một bộ phận này vừa vặn chính là bộ phận mà luân hồi thánh vương không cụ bị kia trung nhạc đã cướp đi bộ phận này của hắn hắn hoặc là phải tự ngộ bổ toàn hoặc là đoạt lại từ trong tay trung nhạc không có con đường thứ ba nếu như trung nhạc quả thật đã động tay chân vậy cơ duyên và hào quang đại đạo mà hắn đạt được khi mở ra đạo giới chỉ sợ còn vượt qua khởi nguyên đạo thần và luân hồi thánh vương không ít. Ta cảm thấy có ngoại lực xâm nhập, vì vậy cũng đã động tay động chân với đạo giới. Luân hồi thánh vương cười ha hả, hắn lên tiếng nói: Ta đã ai lưu lại mấy dập đạo thần. Toàn thân của hắc bạch nhị đế, thiên tứ diện thần và khởi nguyên đạo thần nhất tề đại chấn, ánh mắt khó có thể tin nổi mà nhìn hắn. Rồi Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 353 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúng ta lại hẹn gặp nhau vào tối ngày hôm nay Tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục Đã đọc đến chương 2257 rồi Mà bộ này là 2900 chương Như vậy là chúng ta đi được 3 phần 4 đoạn đường Còn 1 phần 4 đoạn đường nữa Và 3 phần 4 đoạn đường là 350 tập 350 tập Chi cho 4 Thì còn khoảng 90 tập nữa, 80 tập nữa Thì mới hết được bộ này Ngoài 80 tập nữa mới hết được bộ này Tầm đấy 80 tập nữa mới hết được bộ này mọi người Âm thanh có ổn không mọi người ơi Mọi người nghe âm thanh ổn chứ hai mươi ba tư người nghe nhưng mà có năm nay like. mọi người like mạnh nên uh, chia sẻ mạnh nên giúp và uh, khánh duy với khánh duy uh, cũng đang tập ấy uh, cũng đang tập uh, livestream trước toàn làm ọp uh, thôi còn bây giờ tập livestream stream 27 người rồi Mọi người chia sẻ mạnh rồi mình nhé Mọi người chia sẻ mạnh lên các hội nhóm với các trang cá nhân ấy. Khi mà livestream thành thục rồi thì có thể là một ngày 4 tập Vì livestream này nó không mất thời gian Không mất thời gian chỉnh sửa Hy vọng là mọi người luôn ủng hộ Và từ các bộ sau thì anh Duy sẽ like cả bên Facebook Like cả bên Youtube nhưng từ giờ đến lúc đấy thì mình sẽ tìm hiểu Cái cái trình phát trực tiếp của cả hai Cải thiện lại âm thanh Cải thiện lại quy trình làm Mong là các bạn luôn luôn ủng hộ Giờ cũng chưa rồi Chúc quý vị một buổi trưa an lành Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối Xin chào và hẹn gặp lại